Chào mừng các bạn đã quay trở lại với M2 Deal Channel. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 4 của series Yu-Gi-Oh! GX. Nội dung chính của hôm nay là đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình trưởng thành của Sho và sự trở lại của một nhân vật được rất nhiều fan yêu thích từ đầu season đến giờ. Đừng bỏ lỡ và phim sẽ bắt đầu ngay sau vài giây. Mở đầu phim là thầy hiệu trưởng bị tấn công khi đang di chuyển trên trực thăng. Dường như tai nạn không làm khó được thầy bằng một cao thủ đấu bài. Hắn tên là Makoto, môn đồ của phái Psycho. Đây là môn phái được sáng lập cùng thời với Cyber và mục đích đến đây để đặt cược tấm biển đạo quán giữa hai phái. Nhưng vì thầy tuổi già sức yếu, trận thắng này không đủ thỏa mãn. Người mà hắn muốn đối đầu chính là truyền nhân của phái Cyber, Kaiser Ryo. Kể từ sau trận đấu với Johan và Duel Academy quay trở lại với thế giới thực thì không thấy tung tích nữa. Mọi người đều nghĩ anh đã mất và có ý định bỏ cuộc trong giai đoạn tìm kiếm. Nhưng rồi, phép màu cuối cùng cũng đến. Người thành công thường có lối đi riêng, anh trở về bằng đường thủy vài ngày sau đó. Tình trạng team hiện tại không còn đáng lo nữa, miễn sao đừng gắng sức quá là được. Ngồi xe lăn chưa được bao lâu thì nhận được cuộc gọi cảnh báo từ thầy hiệu trưởng về việc có một bài thủ phái Psycho đang tìm kiếm mình. Với tình hình sức khỏe hiện tại thì không ổn nên thầy khuyên hãy rời khỏi hòn đảo. Tuy nhiên, chạy trốn không phải là phong cách của anh. Đêm hôm đó, hắn ta đã tìm được chỗ cư trú của Kaiser và phóng lá bài kèm dòng chữ khiêu chiến. Trên đường đi còn vô tình gặp cả Judai nhưng nghe mùi nhân vật chính nên lập tức bỏ qua. Sau đó, Judai cùng Sho tìm kiếm Kaiser vì không thấy anh đâu nữa, thì ra là đã chấp nhận lời khiêu chiến. Kaiser rút bài triệu hồi Hell Dragon rồi kết thúc lượt. Makoto rút bài triệu hồi Cryo Lagos, có khả năng khi trên sân đối phương có quái thú sức công trên 1600 thì sẽ được tấn công trực tiếp. Kích hoạt ma pháp Limiter Remover giúp nhân đôi sức công toàn bộ quái thú loại máy móc trên sân mình. 3200 điểm bốc hơi chỉ trong một lượt. Cơn đau tim của Kaiser tiếp tục tái phát, nhưng hắn ta thì chưa muốn dừng lại, kích hoạt tiếp ma pháp vĩnh cửu DNA Eraser Magic, chọn ra một chủng loại quái thú trên sân hoặc trên tay. Nếu quái thú chủng loại đó bị đưa xuống mộ thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Hắn chọn chủng loại rồng để phong ấn khả năng bộ bài Cyberduck của Kaiser khi hầu như đều phụ thuộc vào rồng dưới mộ để tăng sức công. Úp một lá và quái thú sử dụng Limiter Removal sẽ bị tiêu diệt ở cuối lượt. Kaiser rút bài triệu hồi Cyberdark Kill phát động tấn công. Makoto phòng thủ với 7 vĩnh cửu. Connect the Houndic hồi sinh lại một quái thú dưới mộ Real Lego nhưng vẫn nhận thiệt hại từ 2 đòn đánh xuống còn 2800 điểm. Kaiser up 3 lá bài, Hell Dragon sẽ xuống mộ ở cuối lượt khi tấn công, nhưng do ma pháp của đối phương, quái thú này sẽ bị loại bỏ luôn. Makoto rút bài triệu hồi Psycho Returner có khả năng được tấn công trực tiếp. Kaiser lật 7 Power Wall ứng với mỗi lá trong bộ bài bị bỏ xuống mộ sẽ giảm 100 điểm thiệt hại. Kaiser bỏ 6 lá nên sẽ không nhận thiệt hại nào. Cơn đau tim dường như là tác hại khi anh sử dụng bộ bài Cyberdark. Makoto tiếp tục kích hoạt ma pháp tức thời Psychic Way bằng cách bỏ một quái thú Jinzo từ tay hoặc bộ bài xuống mộ sẽ gây 600 thiệt hại cho đối phương. Kaiser cũng lật tiếp 7 Fusion Guard khi có một hiệu ứng gây thiệt hại, bỏ một quái thú dung hợp xuống mộ để vô hiệu hóa hiệu ứng đó. Makoto úp một lá rồi kết thúc lượt. Hiện tại, bài úp trên sân Kaiser là Reverse Judgment, nếu kích hoạt thành công sẽ phá vỡ được khả năng ma pháp DNA Eraser Magic của đối phương. Từ đó có thể ra đòn combo lật ngược tình thế, nhưng khi vừa rút bài thì giới hạn sức chịu đựng đã đến. Cơn đau tim khiến Kaiser không thể tiếp tục trận đấu dù chiến thắng đã gần kề. Thương xót cho anh trai mình, Sho nâng bàn tay của Kaiser đặt lên trên bộ bài biểu thị cho sự đầu hàng. Tuy nhiên gần như chạm vào thì Sho bị sốc điện. Không thể đầu hàng, Sho sẽ thay thế anh trai mình để quyết định sự tồn vong của hai phái. Makoto cho Sho thời hạn 3 ngày để tập luyện. Trước khi tập luyện thì hai anh em đã có tâm sự đôi chút. Kaiser nói giữa anh và bộ bài này rất giống nhau, không quan tâm giới hạn bản thân mà chỉ muốn đấu cho đến khi chiến thắng. Điều này tạo nên một mối liên kết. Vì không muốn chuyện này xảy ra, Sho giành lấy bộ bài với quyết tâm có thể giải thoát cho anh trai mình. Nhưng để sử dụng được bộ bài này cần có một ý chí phi thường, vì mỗi lần rút cơ thể phải chịu đựng cơn đau. Vậy là tình trạng của Kaiser không phải do ở thế giới ngầm mà là do tác hại khi sử dụng bộ bài này. Sho cần lời khuyên từ Judai, đơn giản chỉ là hãy hỏi bộ bài, nó sẽ hồi đáp, nhưng cũng đừng quên bộ bài của mình. Đến hẹn lại lên, cùng Sho có làm cho anh trai mình nở mày nở mặt hay không. Sho rút bài, triệu hồi Cyber Phoenix up 3 lá bài rồi kết thúc lượt. Makoto rút bài, triệu hồi Psycho Returner có khả năng tấn công trực tiếp đối phương. Sho lật 7 Power Wall, bỏ 6 lá trong bộ bài để không nhận thiệt hại. Makoto kích hoạt tiếp ma pháp tức thời Psychic Way, bỏ Jinzo từ trong bộ bài xuống mộ để gây cho đối phương 600 thiệt hại. Sho lật tiếp 7 Fusion Guard, bỏ một quái thú dung hợp xuống mộ để vô hiệu hóa. Makoto kích hoạt thêm ma pháp vĩnh cửu DNA Eraser Magic để khiến Sho không thể bỏ quái thú rồng xuống mộ, úp một lá rồi kết thúc lượt. Những đòn combo vừa rồi rất giống với trận đấu khi trước của Kaiser. Sho cũng chuẩn bị sẵn lá bài úp mà anh trai mình đã gục ngã trước khi kích hoạt nó. Lật 7 Reverse Judgment, biến đổi chủng loại quái thú trong mộ đôi bên để hóa giải ma pháp vĩnh cửu của đối phương. Kích hoạt tiếp ma pháp Cyberdark Impact, lấy lại Cyberdark Hole SQ từ trong mộ để triệu hồi dung hợp Cyberdark Dragon có khả năng cho phép chọn và trang bị một quái thú rồng dưới mộ, sức công sẽ được cộng dồn với quái thú đó Cyberdark Dragon. Makoto tế quái thú để kích hoạt 7 Crosscar Virus trong 3 lượt kể từ đây. Khi rút bài, mỗi quái thú có sức công hơn 1.500 trên sân và tay đối phương đều bị tiêu diệt, và khi Psycho Returner xuống mộ sẽ triệu hồi Jinzo ở dưới mộ có khả năng vô hiệu hóa toàn bộ bài 7 ở trên sân. Khó khăn chồng chất, Sho chuyển quái thú về thế thủ rồi kết thúc lượt. Makoto rút bài, triệu hồi Cryo Lagos, tế luôn Jinzo để triệu hồi quái thú mạnh nhất trong bang phái Psycho Lore. Phái này kinh doanh dây nịch hay sao, tiến hóa lên chỉ có thêm 6 cộng dây nịch, có khả năng vô hiệu hóa tác dụng cạm bẫy, một lần mỗi lượt được kiểm tra bài trên tay và trong vùng ma pháp cạm bẫy của đối phương. Nếu có bài 7 sẽ bị phá hủy, ứng với mỗi lá bị phá hủy, đối phương sẽ phải nhận 300 thiệt hại. Lần lượt tấn công và phá hủy bài 7 trên sân. Sho còn 2.100 điểm, cậu được rút bù một lá khi Cyber Phoenix bị tiêu diệt. Đến lượt rút bài là ma pháp nên sẽ không bị hủy rồi kết thúc lượt. Makoto rút bài lập tức tấn công. Sho kích hoạt năng lực của Dragon Roy khi ở dưới mộ sẽ không nhận thiệt hại bởi đòn đánh trực tiếp, chỉ được dùng một lần nên đòn tấn công thứ hai bị thiệt hại còn 500 điểm. Kích hoạt tiếp ma pháp vĩnh cửu Draft Request, ở bước standby kiểm tra bộ bài của đối phương, tự ý chọn ra một lá bài 7 rồi úp lên sân đối phương, và khi lá bài đó rời khỏi sân đấu sẽ phải nhận 1.000 điểm thiệt hại, chưa kể còn phải nhận 300 thiệt hại nếu bị phá hủy bài 7 đến từ khả năng của Psycho Lore. Rất khó chịu nha các bạn. Sho rút bài là quái thú Dragon Roy nhưng đành phải bỏ xuống mộ do hiệu ứng của 7 virus. Kích hoạt ma pháp Remove Palm, loại bỏ 5 lá trong bộ bài, nếu trong số đó có quái thú đối phương phải nhận 300 thiệt hại ứng với mỗi con. Kích hoạt tiếp Spell Economics, sẽ không phải hy sinh điểm gốc khi kích hoạt ma pháp, nhờ đó mới kích hoạt ma pháp Dimension Fusion bằng cách trả 2.000 điểm gốc. Hai bên có thể triệu hồi tối đa các quái thú bị loại lên sân mình và cậu sẽ sử dụng lá bài này một cách miễn phí. Triệu hồi 3 quái thú Cyberdark Hole QS, sau đó kích hoạt Power Wall để triệu hồi Cyberdark Dragon được tăng gấp đôi sức công nhờ ma pháp này. Quái thú có khả năng trang bị một con rồng dưới mộ để cộng dồn thêm sức công là Dragon Roy. Chưa hết, ứng với mỗi quái thú rồng dưới mộ được tăng 100 sức công, sự cố gắng đã được đền đáp. Đây là lần đầu tiên Kaiser hạnh phúc và hãnh diện về người em trai của mình. Anh không lấy lại bộ bài mà trao lại cho Sho rồi tạo cho riêng mình một bộ bài khác, còn rủ Sho tham gia giải đấu chuyên nghiệp cùng với mình. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Nếu các bạn thích video, hãy bấm like và subscribe để cùng đón chờ tình tiết tiếp theo nha. Bye bye!